Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Lại là tôi Sơn Nguyễn đây. Hôm vừa rồi thì chúng tôi có đưa đến cho các bạn những lý do vì sao nên chọn mua Mavic 2 Pro. Vậy còn người anh em sinh đôi về nó thì sao? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu tại sao Mavic 2 Zoom lại lọt top những chiếc drone đáng mua nhất hiện nay nhé. Đầu tiên để bỏ qua đó là cụm camera. Tuy không có cảm biến 1 inch như người anh em Mavic 2 Pro của mình mà chỉ mang trong mình cảm biến 1/2.3 inch, độ phân giải 12 megapixel, cầu độ f/2.8 ở 24mm và f/3.8 ở 48mm. Vậy camera này có gì đặc biệt mà lại được sánh ngang với cả Mavic 2 Pro? Điều đặc biệt ở đây chính là khả năng zoom quang học 2x cộng thêm khả năng zoom số 2x nữa. Vậy là Mavic 2 Zoom của chúng ta có thể zoom xa lên đến 4x ở độ phân giải Full HD. Mavic 2 Zoom còn mang trong mình công nghệ Super Resolution, tức là máy ảnh sẽ sử dụng tiêu cự 24mm của mình và chụp 9 bức ảnh rồi ghép lại thành một bức ảnh với độ phân giải lên đến 48MP. Vâng, 48MP. Tiếp theo là về Dolly Zoom. Camera của Mavic 2 Zoom được trang bị thêm công nghệ Dolly Zoom. Dolly Zoom là gì? Dolly Zoom này dùng camera góc méo, tức thị giác thông qua tiêu cự ống kính và khoảng cách của vật thể. Về camera, Dolly Zoom là một kỹ thuật nổi tiếng do Alfred Hitchcock phát minh ra vào năm 1958 và sử dụng trong phim Vertigo của ông. Sau này được quay bằng cách đồng thời check in từ trước ra sau và từ sau tới trước, đồng thời zoom in và zoom out. Mà thôi, các bạn có thể xem video sau đây để hiểu rõ vấn đề hơn. Vâng, vừa xong là Dolly Zoom. Vậy còn timelapse thì sao? Timelapse trên Mavic 2 Zoom và cả Pro đều rất thông minh. Máy bay có thể lưu trữ lại tọa độ của mình và bạn có thể quay lại một chiếc phim trong một ngày, một tháng hoặc một năm đi chăng nữa. Chỉ cần sáng bạn cất cánh lên, chụp một tấm rồi hạ xuống, chiều lại cất cánh lên. Lúc này máy bay đã lưu trữ lại chính xác vị trí của mình và sẽ bay đến đúng vị trí đó. Nhiệm vụ của bạn lúc này chỉ là chụp một tấm ảnh rồi hạ xuống, cất đi về nhà ngủ, rồi tối lại bay lên chụp một tấm nữa là xong. Vậy là bạn đã có một video timelapse trong một ngày chỉ với vài thao tác đơn giản. Vâng, tiếp theo là về gimbal. Mavic 2 Zoom của chúng ta sử dụng hệ gimbal chống rung 3 trục, giúp ổn định và chống rung hình ảnh cực kỳ tốt. Bạn có thể nhìn kỹ hơn phần gimbal mà xem. Thật sự là nó quá là to và chắc chắn khiến tôi cảm giác như không có thứ gì có thể làm rung chuyển nó khi đang bay cả. Cộng thêm đó là khả năng quay video 4K 30fps, 2.7K 60fps và Full HD 120fps. Thực sự đây chính là một con quái vật trên không. Ngoài ra về các thông số như an toàn, pin hay hiệu năng thì tôi đã nói rất rõ trong video những lý do nên chọn mua Mavic 2 Pro tại đây. Hiện tại Mavic 2 Zoom được phân phối chính hãng tại Tokyo Camera với giá trị 26 triệu cho bản đơn và 33 triệu cho bản combo. Các bạn có thể truy cập website tokyocamera.vn để tham khảo và đặt hàng sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like và subscribe để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Đây là Tokyo Camera và tôi là Sơn Nguyễn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.